Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trưa trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, mối lo lắng về cơn bão số 3 đã không còn nữa. Nhưng trên cao thì khối khí biển đang lấn mạnh về phía Tây, tạo sự hội tụ trên mực 5.000m, gây ra bất ổn định trong không khí. Trong đó thì khu vực vùng núi còn có mưa vừa, có nơi mưa to. Ở khu vực đồng bằng trời cũng nhiều mây âm u, đôi lúc hửng sáng với mức nhiệt trong ngày hôm nay chỉ vào khoảng 31 cho đến 33 độ. Trong chiều tối và đêm nay thì mưa rào và dông rải rác tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với lượng không nhiều. Sang ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ban ngày trời có nắng trở lại và nền nhiệt tăng dần. Vào ngày 5 tháng 7 thì một số nơi bắt đầu chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt lên tới 35 độ. Vào ngày 6 thì mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi, số điểm đạt ngưỡng 35 độ tăng lên, đặc biệt là tại vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, trời hơi oi nóng. Trong khi khu vực phía Tây Bắc Bộ, do hội tụ gió trên cao còn tồn tại nên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong ngày 4, ngày 5 với mức nhiệt là từ 31 cho đến 34 độ. Sang ngày 6 thì mưa mới giảm hẳn và nền nhiệt tăng dần. Những ngày sắp tới, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có thời tiết ít mưa ngày nắng, nắng nóng có khả năng sẽ quay trở lại, nhưng chưa gay gắt với mức nhiệt vào ban trưa chỉ vào khoảng 35 cho đến 36 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, vào chiều tối, đêm và sáng có thể sẽ xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ do đới gió đông đến đông nam mang lại. Tuy lượng không nhiều, nhưng cũng làm nền nhiệt không cao, chỉ phổ biến trong ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã xảy ra ở diện rải rác. Trong những ngày sắp tới, ở khu vực này thời tiết tiếp tục ổn định, theo kiểu ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt ít biến đổi. Trên biển ở quần đảo Hoàng Sa trong ngày hôm nay có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa tốt trên 10 km. Trong khi đó, khu vực quần đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 10 km. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với những dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong 2 ngày mùng 4 và ngày mùng 5, trời vẫn nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ngày đôi lúc giảm mưa, có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Bước sang ngày mùng 6 thì ngày nắng nhiều hơn, chiều tối có mưa cục bộ ở một vài nơi với lượng không nhiều. Nhiệt độ tăng, một số nơi tại Sơn La, Hòa Bình có thể đạt ngưỡng là 35 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 2 ngày tới, mưa chỉ còn xảy ra về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, với nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ. Sang ngày 6 thì ngày nắng, nền nhiệt tăng dần, phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Khu vực đồng bằng Trung Du có khả năng xuất hiện nắng nóng, với nhiệt độ trên 35 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong cả 3 ngày tới, đêm và sáng có mưa rào cục bộ ở một vài nơi với lượng không nhiều, trưa chiều trời nắng, có nắng nóng nhưng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trên toàn miền dao động từ 33 cho đến 36 độ. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong 2 ngày mùng 4 và ngày mùng 5 ngày nắng, chiều tối, đêm và sáng có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động dưới ngưỡng là 34 độ. Sang ngày mùng 6 thì ngày nắng, nền nhiệt độ tăng, phía Bắc một số nơi chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt lên tới là 35 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trong cả 3 ngày tới, mây thay đổi, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới thì thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Chuyển lên thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày tới, mưa chỉ còn xảy ra về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ. Sang ngày 6, ngày nắng và nền nhiệt tăng dần, phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Trên biển, trong những ngày sắp tới, thì khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thời tiết chuyển tốt lên, trời tạnh giáo ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa vẫn có thời tiết xấu, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trời có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa, đồng thời trong cơn dông vẫn cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Và thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các bạn khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Bản tin thời tiết trưa ngày 3 tháng 7 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trong ngày.